vợ Bùi Tiến Dũng mặc body suit khoe bụng bầu. Người mẫu Bianca Jackidova, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, khoe bụng bầu 8 tháng qua thiết kế body suit cúp ngực quyến rũ. Ở những tháng cuối thai kỳ, Bianca Jackidova không thay đổi nhiều về vóc dáng, ngoại trừ phần bụng ngày càng lớn. Cô khai thác đường cong nảy nở qua mẫu body suit trắng cắt khoét chừng mực và không quá bó, tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Mỹ nhân Ukraine kết hợp laser thanh lịch và nhấn nhá trang sức để tăng nét hấp dẫn cho tổng thể. Khi muốn khoe rõ bụng bầu 8 tháng, Bianca chọn bra top khỏe khoắn và quần jean kéo nửa khóa, áo khoác da và kính đen giúp người đẹp 22 tuổi khắc họa hình ảnh cá tính, trẻ trung. Hồi mang thai 7 tháng, Bianca cũng thu hút chú ý khi mặc nội y khoe niềm tự hào sắp làm mẹ. Cô tiết chế khoảng hở bằng cách mặc thêm quần shorts đồng điệu. Mừng sinh nhật tại ra, bà xã thủ thành Bùi Tiến Dũng chọn váy ngắn ôm nhẹ, chất liệu co giãn mềm mại, sắc hồng một lần nữa theo chân mẹ bầu Gen Z đi ăn tối. Cô kết hợp trang phục cùng túi sách Alexandre Wang lấp lánh giá 695 USD. Hồi tháng 8, vợ chồng Bianca đi nghỉ dưỡng nhân kỷ niệm 2 năm bên nhau. Lúc này bụng bầu chưa quá lớn, nàng mẫu hướng đến phong cách gợi cảm với đầm cổ yếm hở lưng, phối săn đăng đế cao ton su ton. Trong bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi hồi tháng 7, Bianca hóa tiểu thư ngọt ngào cùng chiếc váy hồng cắt out nhẹ nhàng bên eo, nhằm đảm bảo an toàn và thoải mái di chuyển. Nhan sắc Ukraine sử dụng săn đăng đế thấp tiệp màu trang phục,